hôm qua có ai xem đá bóng không? Thấy Việt Nam có ở đẳng cấp world class không? Sướng không? F-Shop cũng đặt mục tiêu phải trở thành công ty IT tỷ đô world class. 20 năm trước khi chúng ta thành lập FPT Software với một cái giấc mơ không có một chút nào cơ sở, khi chúng ta mơ là đưa trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của tất cả chúng ta thì ngày hôm nay một phần giấc mơ đã trở thành hiện thực. Chúng tôi quyết định là sẽ có hai chương trình rất là đặc biệt sẽ sớm ban hành trong thời gian tới. Một là chương trình là chính sách thu nhập mới. Chính sách thu nhập mới không có mức thu nhập trần và gắn liền với năng suất lao động, dự kiến là sẽ công bố vào trước Tết âm lịch, vào ngày làm việc cuối cùng của năm nay, năm âm lịch. Chương trình thứ hai là chương trình an cư lạc nghiệp. Ngày 18 tháng 1 vừa qua tại Hà Nội thì công ty cũng đã trao 20 căn hộ VinCity Sportia đầu tiên cho 20 nhân viên có đóng 20 nhân viên trẻ đóng góp xuất sắc cho công ty trong năm vừa qua. Và dự kiến trong quý 1 chương trình này sẽ nhân rộng ra cho thành phố Hồ Chí Minh và cho Đà Nẵng. Dự kiến trong vòng 5 năm tới thì F-Shop sẽ cấp hàng trăm căn nhà cho các nhân viên của mình với mục tiêu là để cho mọi người an cư lạc nghiệp, tập trung toàn tâm toàn ý vào cái công cuộc đưa F-Shop trở thành công ty world class. Và cuối cùng, rất mong tất cả các bạn sẽ cùng tham gia với ban lãnh đạo công ty tận lực để tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và cùng nhau đưa F-Shop trở thành công ty tỷ đô world class vào năm 2024. Công ty tỷ đô.